Kênh học tiếng Trung Channel xin chào tất cả các bạn. Tôi có thể tham gia với các bạn không? Tôi có thể tham gia với các bạn không? gia Tôi gia các bạn gia gia

坐外吗？空，这个位置有人坐吗？酒你怪外空，我可以坐下来吗？我可以坐下来吗？Tôi có thể ngồi xuống không？我 t 可以坐下来。

bạn hơ uống y một bê ly y bê một ly ma không Wo, kể, chín, ni, he, yibay, ma. tôi có thể mời bạn uống um, một ly không Đây chân một nơi hào ti phân bà chân hào đây thật là một nơi tuyệt vời phải không? Chờ, đây, chân sư cờ một, hào ti phân, nơi tuyệt vời. Tuy bà, phải không? Chờ chân sư cờ hào ti phân, tuy bà, đây thật là một nơi tuyệt vời phải không? Nì chọn lại chơ lì ma. Nì chọn lì ma. Bạn có đến đây thường xuyên không?

bạn đi lần đầu lại đến trở lại đây ma phải không nì đi y lại trở lại ma đây là lần đầu tiên bạn đến đây phải không wo me xin chỉ Tô hồi lại trở lại nì nữa xin chỉ tôi hồi lại trở Tôi đến đây hàng tuần, còn bạn? Wo tôi mày xin chỉ mỗi tuần hàng tuần tô đều hồi sẽ lại đến trở đây nị nơ còn anh còn bạn thì sao? 我每星期都会来这里你呢? Tôi đến đây hàng tuần Còn bạn? Hãy lặp lại một lần nữa cùng trên này nha 我可以加入你们吗? Tôi có thể tham gia với các bạn không? 这个位置有人坐吗? Chỗ này có ai ngồi không? 我可以坐下来吗? Tôi có thể ngồi xuống không? 我可以请你喝一杯吗? Tôi có thể mời bạn uống một ly không? Đây thật là một nơi tuyệt vời phải không? 你常来这里吗? Bạn có đến đây thường xuyên không? Bạn đi Đây là lần đầu tiên bạn đến đây phải không? xin tuần tôi quay lại đây, tôi đến đây hàng tuần còn bạn. Bài học về các câu giao tiếp tiếng Trung của trên này đến đây tạm dừng và hẹn gặp lại các bạn trong những bài học tiếp theo nha. Còn bạn nào chưa đăng ký kênh thì hãy nhớ nhấn nút đăng ký kênh để khi nào trên này có ra video mới thì các bạn sẽ đón nhận được ngay nhé. Xin thân ái chào tạm biệt các bạn.